trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ chương trình luận đàm thời sự, và ngày hôm nay thì tiến sĩ Lê Minh Nguyên không có mặt, chúng tôi tạm thời thay thế anh host chương trình ngày hôm nay. Và có mặt trong ngày hôm nay thì cũng vẫn như mấy tuần vừa qua, có dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi ở phía cạnh bìa bên kia và tiến sĩ Đinh Xuân Quân, một người mà quý vị cũng đã biết rất là nhiều qua rất nhiều những chương trình truyền hình ở đây ở đó. Thì ngày hôm nay anh em chúng tôi đang thảo luận về cái sự kiện có mặt ông Trương Cao Lệ, một trong 7 viên chức cao cấp ở trong Bộ Chính trị Cộng đảng của Bắc Kinh ở Hà Nội vào ngày 16, tức là chỉ có 5 ngày sau khi ông Nguyễn Phú Trọng từ Hoa Kỳ trở lại Việt Nam, và coi như đó là một cái chiến thắng của Việt Nam trong cái việc mà đã nối kết được với lại Hoa Kỳ. Đây là một trong những sự kiện khá quan trọng. Cùng lúc đó thì lại Campuchia là một cái quốc gia lâu nay vẫn có một cái thái độ kình chống Việt Nam, và đặc biệt là cái thái độ thân Trung Quốc của họ trong nhiều thập niên qua chứ không phải bây giờ. Ông Bộ trưởng Quốc phòng của xứ này lãnh đạo một cái phái đoàn tới 23 viên chức cao cấp trong ngành quân sự của Campuchia để mà qua châu hầu ở bên Bắc Kinh. Những sự kiện đó nó đều có những cái liên hệ với nhau, chưa kể tới cái sự kiện mà tờ Hoàn Cầu Thời báo, một cái tờ báo con của Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính thức tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã lên tiếng ngay trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng đang có mặt ở bên Hoa Kỳ, và đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Những ngày gần đây đó, thưa anh Đinh Xuân Quân, cái này có thể là tin vịt bầu, nhưng mà họ đã tung ra. Họ đã tung ra mới sáng hôm nay tôi đọc được thì nghe nói là một cái lực lượng quân sự rất là lớn do ông Thường Vạn Toàn là Bộ trưởng Quốc phòng của Bắc Kinh đã điều tới biên giới. Người ta nói tới cái con số 140 sư đoàn bộ binh, 8 sư đoàn thiết giáp, 12 dàn đại pháo đã tiến ra biên giới. Và không tuyên bố gì cả, nhưng mà nó gắn bó vào cái trường hợp này, nó cũng làm một cái vấn đề. Có thể là chỉ làm cái tin tung ra thôi, nhưng mà với một cái đất nước như Trung Quốc ấy, thì tôi nghĩ là cái gì họ có thể làm được. Có thể họ chỉ là dọa nạt thôi. Và tôi đồng ý hoàn toàn với anh ban nãy là trong cái vụ này Bắc Kinh sẽ không thể nào động binh, không thể nào mà dùng vũ lực để chiếm Việt Nam được. Cái đó là cái chuyện đương nhiên. Hơn nữa trong cái thời đại này người ta có nhiều cách để người ta ảnh hưởng, người ta nắm bắt một cái đất nước nhỏ ở bên cạnh họ. Huống chi đây lại là cái mối tương quan giữa một cái hệ thống cộng sản, thì như anh đã biết rồi. Đằng khác nữa, nếu quả thật mà Bắc Kinh bắt mạch rằng là Việt Nam đã đi theo Hoa Kỳ đó, thì họ lại càng không có một cái lý do để họ động binh cả. Bởi vì động binh với Việt Nam là động binh với Hoa Kỳ, với Nhật Bản. Thành ra vấn đề nó lớn lắm. Thế thì bây giờ anh có thể nối tiếp những suy nghĩ của anh cho anh. Tôi thì tôi thấy anh đặt câu hỏi rất là hay. Thì theo tôi đó, ngược lại, nếu mà tôi là cái chỗ ông Nguyễn Phú Trọng thì nói kêu đại sứ Mỹ lên có thiệt không? Đúng không? Thì vì tất cả các cái chương trình mà gọi là satellite của Mỹ là nó biết hết. Anh động binh là nó biết. Mà nếu mà Hoa Kỳ thường thường đã làm nhiều chuyện như vậy rồi, đã làm trước đây rồi, đã báo một cách kín đáo cho những người đó biết trước là có động binh đó, thì nó lại khác, đó là một chuyện. Tôi nghĩ là không đến nỗi cái đó là tôi nghĩ là tin vịt, tại vì Việt Nam đã gửi một số thiết giáp vào trong Nam, thì vì vậy tôi đó là một. Nhưng mà cái tôi thấy tôi muốn nối tiếp cái này mà rất là quan trọng để cho đồng bào ở đây thấy là khi gặp ông Trương Lệ hay gì đó, Trương Cao Lệ thì ông Nguyễn Tấn Dũng nói là chúng ta phải cố gắng là siết chặt theo luật lệ quốc tế,
và các cái cách biệt của chúng ta về Biển Đông phải giải quyết theo cái đó, thì đây nó là một cái tuyên bố rất là nặng. Đúng. Không những là nặng mà đây là một cái tuyên bố rõ ràng là bây giờ là anh, bây giờ hồi xưa anh còn nhút nhát nhưng mà bây giờ là rất là rõ ràng. Đấy. Phải không? Thì tôi nghĩ đây nó là một cái bước mà Trung Quốc cũng sẽ thấy, là cũng sẽ đánh giá cái bước này là không phải là hồi xưa là anh nắm 80% theo Trung Quốc, mà bây giờ nó chỉ còn may ra thì 50%, nếu mà được 5% là hên rồi. Đấy. Thì tôi thấy đây là những cái chuyện rất là quan trọng mà chúng ta phải nên thấy từng cái tuyên bố một. Đấy. Mà khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đi qua Mỹ, sẽ gặp Trương Tấn Sang nữa, nhưng mà gặp Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Tấn Dũng nói như vậy thì nghĩa là Nguyễn Tấn Dũng bây giờ là lại lên cơ đấy. Thì đó là một cái chuyện, theo tôi là cái chuyện quan trọng, thì vì anh là anh sẽ đang nghĩa là thúc đẩy nhau hay để vào cái đại hội 12 này, thì anh ta là đứng ra là tuyên bố rõ ràng lắm. Vâng, thưa anh, vừa rồi anh có đề cập tới cái lời câu trả lời của ông Nguyễn Tấn Dũng ấy, thì cũng trong cái tinh thần mà anh chúng ta cần phải nối kết những cái lời tuyên bố đó. Thì tôi muốn đi ngược trở lại cái lời tuyên bố, cái cách trao đổi giữa Nguyễn Phú Trọng với lại ông Obama đó, để tí nữa có một câu hỏi với lại anh Nha Phạm Khắc Khiêm, là hai ông đó đó cũng nói tới vấn đề Biển Đông, cũng nói tới cái vấn đề căng thẳng trên Thái Bình Dương này kia, chỉ có một điều là không có đề cập tới Trung Cộng thôi. Nhưng mà thật sự ra thì rõ ràng lần đầu tiên, phải nói là lần đầu tiên một tổng bí thư Đảng Cộng sản của Việt Nam đã dám đề cập tới cái chuyện mà một cái động thái, nghĩa là một cái tham vọng bá quyền của Trung Quốc ở bên Biển Đông. Nhưng mà chỉ như là dưới một cái hình thái khác. Thế thì trong trường hợp đó thì anh Khiêm nghĩ thế nào thưa anh? Tôi nhìn thấy là giữa bây giờ hai ông Trọng với lại ông Dũng đó, thì ông Trọng sắp sửa về hưu rồi. Về hưu trong danh dự và về hưu trong cái tình trạng mà mọi người dân Việt Nam thấy rõ ràng là ông đã đem Việt Nam lùi xa ra khỏi Trung Cộng. Có vinh dự lắm chứ. Thành ra bây giờ đó, ông Trọng sắp sửa về hưu, ông Dũng trong tương lai có thể lên nữa. Cho nên bây giờ ông Trọng với ông Dũng là hai người, tuy hai mà một. Thành ra khi mà ông Trọng mà sang Mỹ đó, mà Mỹ nó hứa như thế và tất cả những cái gì nói chuyện với nhau đó, thì tất nhiên là Mỹ sẽ phải bảo vệ cái Đảng Cộng sản Việt Nam, có nghĩa là bảo vệ những cái người mà từ trước nay người ta chống mình, bây giờ người ta đi về phía mình thì phải bảo vệ để những người đó cộng tác với lại họ làm hậu thuẫn cho ông Nguyễn Tấn Dũng để trong tương lai ông Dũng có thể làm việc được tốt. Ở đây đó thì chúng ta phải nhận định một điều nữa. Theo tôi đó, thì tôi nhận định điều là cho kẹo đó, thì dụ ngọt dụ ngon được ngọt này, cho kẹo đấy thì Trung Cộng cũng đã không dài gì đánh Việt Nam cả. Bởi vì sao vậy? Bây giờ cái thế giới bây giờ nó không phải là cái kiểu như là hồi năm 1975 sau 75 Việt Nam bị cô lập. Bây giờ Việt Nam đâu có bị cô lập. Cái điều anh nói có lẽ là cần củng cố thêm một cái chi tiết này mà anh Quân là cái người theo dõi sát. Tôi muốn nói tới cái chuyện mà cái thị trường chứng khoán bị suy sụp một cách như là kinh khiếp vừa rồi. Hơn 30% lên tới 3.000 tỷ đồng đã mất đi chỉ trong vòng mấy ngày. Xin anh nói bây giờ đó, thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là Trung Cộng với Miên bây giờ nó khác rồi. Bởi vì trong cái kỳ vừa rồi thị trường chứng khoán của Trung Cộng là không phải 3.000 nữa, là 3.200 tỷ. Và với cái tình trạng 3.200 tỷ, tất nhiên là ở bên Trung Cộng ấy, những người mà một tỷ đô la lâu, thưa anh. Vâng, 3.200 tỷ đó. Tỷ đô la. Vâng, đô la. Thì những người ở bên Trung Cộng, những người gọi là trung lưu, nghe dụ dỗ và bỏ tiền vào trong đó, bây giờ mất trắng. Thì sự thù hận của những người đó với lại cái dàn và lãnh đạo nó cũng nặng nề lắm chứ không phải không. Bây giờ chúng ta trở lại Miên. Thì khi mà Miên bị gặp rắc rối, rối loạn đó, thì cái ông thủ tướng của Miên đã sang bên Việt Nam để xin là làm sao ổn định, là ông đã nói bằng tiếng Việt một cách rất là lưu loát, khiến cho những người Miên bảo đó là những người thuộc Việt Nam. Thế nhá, Miên bây giờ đó là nằm ở trong cái khối gọi là khối ASEAN, là toàn bộ khối đó. Thành ra bây giờ Miên cũng không thể nào mà nói là bây giờ tự nhiên là động binh gây chiến với Việt Nam, cái chuyện đó xảy ra. Bây giờ thì giờ chúng ta cũng rất là giới hạn, thành ra lát nữa có thể anh sẽ tiếp tục
cái suy nghĩ của anh. Và thưa quý khán thính giả, xin quý vị đừng rời máy. Sau ít phút thông tin thương mại, vấn đề luận đàm thời sự sẽ trở lại cùng quý vị. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.